hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm việc trực tiếp live link giữa Blender và D5 Render Đầu tiên chúng ta sẽ phải cài một cái tool để chuyển từ Blender sang D5 Render làm việc Bằng cách là các bạn mở D5 Render lên này Các bạn vào phần Workflow Các bạn sẽ ấn Download Tải về cái phần hỗ trợ cho Blender này Đây, Sau khi tải về thì các bạn sẽ giải nén ra Sau đó các bạn ấn chuột phải này Run as Administrator Ấn Yes để tiếp tục Ngôn ngữ tiếng Anh này Các bạn ấn đồng ý Tiếp tục Hiện tại thì nó chưa hỗ trợ phiên bản Blender 3.4 Nó chỉ hỗ trợ phiên bản 3.3 trở xuống thôi Các bạn ấn Next để tiếp tục Ấn Install để cài đặt Finish kết thúc à, Ở máy mình có phiên bản 3.1 này Còn 3.4 này là chưa dùng được Mình sẽ mở Blender lên này Sau khi cài xong Thì cái tool D5 Blender nó sẽ ở trong này Chúng ta có thể xuất ra file DNAMA sau đó mở DRAM Render lên và mở cái file xuất này hoặc là làm việc trực tiếp live và link Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải lưu lại dự án đã đây là một cái dự án cơ bản nó sẽ có một cái đèn này có một vật thể có một camera mình sẽ thử lưu lại mình sẽ lưu ra desktop nhé. Đó, sau khi lưu xong thì cái chức năng live link này nó mới sáng lên này các bạn kích vào đây. sau khi đó thì máy tính nó sẽ tự động mở D5 render lên, ấn ok để tiếp tục. đây tự xuất file lên, tự xuất file sang. Này. nếu mà các bạn không có hai màn hình thì các bạn có thể chia nhỏ nó ra như vậy. này các bạn có thể xuất cái camera này sang xuất sang này. Đây. xuất ánh sáng sang này Đó, ánh sáng nó cũng được xuất sang này trong blender này mỗi khi chúng ta tạo một vật thể mới mà muốn nó sang đây ấy, chúng ta sẽ phải ấn vào xuất sang này gửi sang đây nó sẽ gửi sang bên này khi các bạn ấn vào live và link thì chúng ta sẽ làm việc trực tiếp ở bên D5 render này chúng ta sẽ có ánh sáng môi trường vật liệu và thư viện vật liệu miễn phí khá nhiều các bạn có thể tự tạo thư viện vật thể vật liệu cũng được này. này sau khi cài đặt xong về ánh sáng ánh sáng môi trường vân vân vật liệu các bạn sẽ ấn vào render để xuất ảnh này xuất ảnh 2K 16:9 này 2K này đó, chúng ta sẽ có thêm lựa chọn. Có thể xuất thêm các kênh channel để, để làm hậu kỳ Photoshop. Hoặc là không xuất. Ấn Render. Mình sẽ lưu ở ngoài màn hình. Đó, như vậy là ngoài EV và Cycle để render trong Blender. Các bạn có thể dùng D5 Render này. Đây là bộ đôi hoàn toàn miễn phí. Blender là miễn phí, D 5 Blender là miễn phí. Ờ, các bạn sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề bản quyền. hiện tại thì studio của mình cũng đang chuyển đổi qua các phần mềm miễn phí để sử dụng để tránh các cái rắc rối về vấn đề bản quyền sau này. và hiện tại thì Blender cũng đã đáp ứng được gần như là đầy đủ hết tất cả các chức năng nó chỉ thiếu một vài cái script. Nhưng mà trong tương lai nó sẽ hoàn thiện dần thôi. Các bạn cũng có thể dần dần chuyển qua các phần mềm này để sử dụng. Chúng ta đỡ vấn đề bản quyền. À khi mà các bạn biết được một phần mềm rồi thì thì các cái phần mềm còn lại các bạn sẽ học rất nhanh. Mình xin kết thúc cái video clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.